sinh khối 11. Cô xin giới thiệu, cô là Huyền, cô đến từ trang khóa học.vietsắc.com. Trong buổi học ngày hôm trước thì cô đã cùng các em đi tìm hiểu về loại hydrocarbon không no quan trọng, đó là alken. Trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu đến loại hydrocarbon không no quan trọng tiếp theo, đó là alkalien. Mục tiêu sau khi học xong bài này là các em phải biết được khái niệm về alkalien, cũng như là biết được tính chất của hai alkalien quan trọng là buta-1-3-dien và isopren, cũng như là cách điều chế chúng. Sau đây thì chúng ta tìm hiểu phần đầu tiên, đó chính là định nghĩa alkalien. Thì các bạn chú ý là alkalien là hydrocarbon mạch hở có hai liên kết đôi carbon nối đôi carbon trong phân tử. Trong sách giáo khoa thì đã lấy cho chúng ta 4 ví dụ các chất là alkalien. Các bạn có thể quan sát đó là propadien, buta-1-2-dien hay là buta-1-3-dien và 2-methylbuta-1-3-dien. Thì chúng ta nhìn thấy rằng là các chất này thì đều có mạch hở. Đấy, trong phân tử thì đều chứa hai liên kết đôi carbon nối đôi carbon. Đấy, và hai liên kết này thì có thể là ở cạnh nhau hoặc là có thể ở cách nhau các liên kết đôi, được chưa? Và chúng ta có propadien. Thì nhìn vào đây chúng ta thấy là có công thức phân tử là C123, vậy là C3 hydro là đây là 4, vậy C3H4. Buta-1-2-dien hay là buta-1-3-dien thì có công thức là đếm carbon này 1, 2, 3, 4, vậy là C4. Đếm hydro này 2, 1 là 3, 3, 3 là 6, vậy C4H6. Vậy nhìn vào công thức phân tử của hai alkalien này thì chúng ta dễ dàng khái quát được công thức tổng quát của các alkalien chính là có dạng CnH2n-2, trong đó điều kiện của n là lớn hơn hoặc bằng 3. Như vậy là chúng ta vừa khái quát xong công thức tổng quát của alkalien. Thì lưu ý là các bạn phải nắm vững công thức tổng quát này để chúng ta còn làm các bài tập có liên quan đến alkalien. Tiếp theo thì chúng ta cùng chuyển sang phần phân loại alkalien. Thì các bạn lưu ý là dựa vào vị trí tương đối giữa hai liên kết đôi trong phân tử alkalien mà người ta có thể chia các alkalien thành 3 loại như sau. Loại thứ nhất là alkalien có hai liên kết đôi cạnh nhau. Lấy ví dụ như là alen, đấy các bạn có thể quan sát hai liên kết đôi cạnh nhau, hay là buta-1-2-dien, đấy hai liên kết đôi cạnh nhau. Loại thứ hai là alkalien có hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn, được gọi là alkalien liên hợp. Lấy ví dụ như là buta-1,3-dien, đây hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn, đấy, hay là 2-methylbuta-1,3-dien, các bạn thấy là hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn. Và loại cuối cùng đó là các alkalien có hai liên kết đôi cách nhau từ hai liên kết đơn trở lên. Đấy, ví dụ như là penta-1,4-dien, chúng ta thấy hai liên kết đôi này cách nhau hai liên kết đơn. Và các alkalien liên hợp cụ thể như là buta-1,3-dien hay là isopren. Đấy, isopren chính là 2-methylbuta-1,3-dien thì có nhiều ứng dụng trong thực tế. Do vậy trong cái bài alkalien thì chúng ta chủ yếu phân tích về buta-1,3-dien cũng như là isopren. Thế thì ở trong sách giáo khoa thì không có cung cấp cho chúng ta về cách gọi tên alkalien theo tên thường và theo danh pháp thay thế. Thế thì phần này cô sẽ giới thiệu thêm cho các bạn một chút. Thì các bạn để ý nhá, một số alkalien có tên thông thường. Lấy ví dụ như là chất này thì còn có tên thông thường là alen hay là propadien, hay là buta-1,3-dien thì có tên thường là butadien, hay là 2-methylbuta-1,3-dien thì còn có tên thường là isopren. Thế về tên thay thế của alkalien thì các bạn lưu ý cách gọi tên thay thế của alkalien như sau. Chúng ta có thể phân tích ngay cái chất cuối cùng ở trong ví dụ này. Đấy, chất này có tên gọi là 2-methylbuta-1,3-dien. Vậy cô có thể là viết lại cái công thức cấu tạo này ra trên giấy để chúng ta cùng phân tích cho đỡ gạch vào vở nha. Yeah.
Như vậy chúng ta thấy rằng dựa vào đây chúng ta thấy là mạch chính bút chính là gồm 4 carbon. Vậy mạch chính là 4 carbon, trong đó vị trí số 2 là có nhóm metin. Vậy chúng ta thấy là mạch chính đây 4 carbon. Mạch chính phải chứa đồng thời cả hai liên kết đôi. Đấy, vị trí số 2 chứa nhóm metin, vậy thì carbon số 1 sẽ ưu tiên gần vị trí liên kết đôi và gần nhánh. Vậy 1, 2, 3, 4. Tên được gọi như sau. 2, 2 ở đây chính là số chỉ vị trí nhánh. Chúng ta phân tích tiếp metin. Vậy metin ở đây chính là tên nhánh. Tiếp theo buta. Buta, vậy ở đây chính là gồm bút và A. Bút ở đây chính là tên mạch carbon chính. Vậy sẽ là tên mạch carbon chính kèm theo A. Tiếp theo chúng ta phân tích tiếp này, 1,3 dien. Như vậy vị trí 1 và 3 ở đây chính là vị trí chứa liên kết đôi. Vậy ở đây sẽ kèm tiếp vị trí liên kết đôi và cuối cùng là đuôi dien. Như vậy từ đây chúng ta khái quát là tên thay thế của alkadien thì được gọi bằng số chỉ vị trí nhánh kèm theo tên nhánh, rồi đến tên mạch carbon chính kèm theo đuôi A, rồi đến vị trí liên kết đôi và cuối cùng là đuôi dien. Như vậy là cô đã khái quát cho các bạn cách gọi tên thay thế của alkadien. Sau đây thì chúng ta cùng đi vào tìm hiểu về tính chất hóa học của alkadien. Thế thì chúng ta biết là trong công thức phân cô xin lỗi trong công thức cấu tạo của alkadien thì có chứa hai liên kết đôi, mà chúng ta biết là liên kết đôi thì được cấu tạo lên bởi một liên kết sigma và một liên kết pi, trong đó thì liên kết pi thì dễ bị phá vỡ. Như vậy tương tự như là alkadien, tương tự như là alken thì các alkadien cũng có thể tham gia phản ứng cộng như là cộng với hydro hay cộng halogen hoặc là cộng hydro halogenua. Và trong sách giáo khoa đã dẫn cho các bạn là tùy theo điều kiện, đó là tỷ lệ về số mol giữa các chất hay là điều kiện nhiệt độ mà phản ứng cộng của alkadien với halogen và hydro halogenua có thể xảy ra tại một trong hai liên kết đôi, hay là cộng vào hai đầu ngoài của hai liên kết đôi, hoặc cộng đồng thời vào hai liên kết đôi. Đấy. Sau đây thì chúng ta cùng làm rõ các tính chất hóa học này thông qua các trường hợp cụ thể. Trước tiên là cộng hydro. Thì chúng ta đang xét phản ứng của buta 1,3 dien với hydro. Thì các bạn lưu ý là trong điều kiện nhiệt độ và xúc tác niken thì hydro sẽ cộng đồng thời vào cả hai liên kết đôi để được alkan có số carbon tương ứng. Như vậy butadien khi tham gia phản ứng cộng với hydro với xúc tác niken thì sẽ được alkan tương ứng, chính là butan. Đấy. Và tổng quát với các alkadien có công thức phân tử là CnH2n-2 khi tham gia phản ứng cộng hydro với xúc tác niken đun nóng thì sẽ được alkan với số carbon tương ứng có công thức tổng quát chính là CnH2n+2, và đây chính là cộng 2 phân tử hydro. Tiếp theo là về phản ứng cộng brom. Thì xét phản ứng của buta 1,3 dien với dung dịch brom thì các bạn lưu ý nhé, nếu tỷ lệ mol của các chất tham gia phản ứng ở đây là 1:1 và ở điều kiện nhiệt độ là -80°C thì sản phẩm chính của phản ứng cộng brom vào buta 1,3 dien chính là cộng 1,2, tức là brom sẽ cộng vào phá vỡ liên kết đôi ở vị trí carbon số 1 và carbon số 2 nhá. Thế còn nếu như cũng là tỷ lệ mol là 1:1 và ở nhiệt độ 40°C thì sản phẩm chính của phản ứng cộng brom vào buta 1,3 dien chính là cộng 1,4, tức là cộng vào 2 carbon ở tức là cộng vào hai đầu phía ngoài của hai liên kết đôi, được chưa? Và ngoài ra thì khi cho buta 1,3 dien phản ứng với brom thì có thể cộng đồng thời vào hai liên kết đôi nhá, để tạo thành dẫn xuất halogen.
Tiếp theo là về cộng hydro halogenua. Thì các bạn lưu ý là nếu như vẫn là xét phản ứng của buta 1 barien với hydro bromo nhá, thì nếu như nhiệt độ là ở âm 80 độ C và tỷ lệ mol là 1:1 thì sản phẩm chính sẽ chính là cộng 1:2 nhá. Cộng 1:2. Tức là phá vỡ chính là cộng vào liên kết đôi ở vị trí carbon số 1 và carbon số 2. Trong đó sản phẩm chính thì sẽ ưu tiên là hydro và cộng vào carbon bậc thấp hơn nha. Tuân theo quy tắc cộng Markovnikov được chưa? Thế còn nếu như ở nhiệt độ 40 độ C thì sản phẩm chính là cộng 1:4 nha. Tiếp theo thì chúng ta cùng xét phản ứng trùng hợp của buta 1 barien. Thì các bạn lưu ý là khi có mặt kim loại natri hoặc chất xúc tác khác thì buta 1 barien có thể tham gia phản ứng trùng hợp và chủ yếu là trùng hợp theo kiểu 1:4. Đây chúng ta có thể quan sát phương trình hóa học. Đó là N phân tử buta 1 barien đã kết hợp với nhau để tạo thành polybutadien. Và tương tự như là phần anken thì chất đầu này, chất này chính là monomer đúng không? Và N ở đây chính là hệ số trùng hợp. Sản phẩm ở đây gọi là polymer và cái phần ở trong cái ngoặc này chính là một mắt xích đúng không? Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về phản ứng trùng hợp của buta 1 barien. Tiếp theo là phản ứng oxy hóa. Thì các bạn lưu ý là các alkalien khi bị oxy hóa hoàn toàn, tức là đốt cháy đấy, thì đều giải phóng ra CO2 và nước. Và phản ứng này thì đều tỏa rất là nhiều nhiệt. Như vậy chúng ta có thể có phương trình tổng quát khi đốt cháy alkalien, tức phân tử là CnH2n-2. Thì sản phẩm khi đốt cháy hoàn toàn chính là CO2 và nước. Cân bằng phương trình thêm N và CO2, vậy đây là N-1 và nước. Và ở oxy ở đây chính là 3N-1/2. Như vậy quan sát vào phương trình hóa học thì chúng ta thấy rằng là sau khi đốt cháy alkalien thì chúng ta sẽ thu được CO2 và nước, trong đó số mol CO2 thì lớn hơn số mol nước. Số mol CO2 lớn hơn số mol nước. Và các bạn phải lưu ý điều này để chúng ta làm các bài tập liên quan đến phản ứng đốt cháy của hydrocarbon. Thế về phản ứng oxy hóa không hoàn toàn thì chúng ta thấy là trong phân tử alkalien thì có chứa liên kết đôi. Do vậy như là tương tự như là anken thì các alkalien cũng làm mất màu dung dịch kali permanganat. Cuối cùng là phần điều chế và ứng dụng của alkalien. Thì phần điều chế này thì chúng ta chú ý tập trung hai alkalien quan trọng, đó là buta 1 barien và isopren. Thì cách điều chế buta 1 barien thì chính là đi điều chế từ butan hoặc butylen bằng cách là tách hydro từ butan hoặc butylen. Thế còn điều chế isopren thì chính là bằng cách tách hydro của isopentan. Đấy, và trong sách giáo khoa thì đã dẫn cho chúng ta hai phương trình hóa học rồi. Tiếp theo là về phần ứng dụng của alkalien. Thì các bạn lưu ý nhé, ứng dụng thì hai alkalien liên hợp có ứng dụng quan trọng, đó là buta 1 barien và isopren. Thế thì nhờ phản ứng trùng hợp của buta 1 barien hoặc isopren mà có thể điều chế được các polymer là polybutadien hoặc là polyisopren. Thì đây là những chất có tính đàn hồi cao và được dùng để sản xuất cao su, như là cao su buna hay là cao su isopren. Đấy, và trong sách giáo khoa thì đã dẫn cho chúng ta ví dụ như là cao su buna thì được dùng làm lốp xe, làm nhựa tráng thuyền. Như vậy là vừa rồi thì cô đã hệ thống cho các bạn toàn bộ kiến thức lý thuyết có liên quan đến bài alkalien. Sau đây thì chúng ta cùng vận dụng các kiến thức lý thuyết này để giải quyết các bài tập có trong sách giáo khoa. Trước tiên là bài số 1. Nội dung câu hỏi bài số 1 như sau. Thế nào là alkalien, alkalien liên hợp? Viết công thức cấu tạo và gọi tên các alkalien liên hợp có công thức phân tử C4H6 và C5H8. Như vậy là bài số 1 này là một câu hỏi lý thuyết, yêu cầu chúng ta phải nêu được các định nghĩa là alkalien cũng như là alkalien liên hợp. Sau đó chúng ta phải vận dụng cái định nghĩa này để xác định các alkalien liên hợp mà đề bài cho sẵn công thức phân tử.
Thế chúng ta cùng trình bày bài số 1 như sau. Trước tiên là về Arcadian. Thì các bạn lưu ý nhé, Arcadian là các hydrocarbon mạch hở. Có hai liên kết đôi. Carbon nối đôi carbon trong phân tử. Tiếp theo là về Arcadian liên hợp. Thì các bạn lưu ý Arcadian liên hợp là Arcadian có hai liên kết đôi cách nhau một liên kết đơn. Sau đây thì chúng ta cùng đi xác định các Arcadian liên hợp có công thức phân tử C4H6 và C5H8. Vậy ứng với công thức phân tử là C4H6 thì chúng ta sẽ có các Arcadian liên hợp sau. CH2 nối đôi CH, CH nối đôi CH2. Và chất này có tên gọi là buta-1,3-dien. Tiếp theo, ứng với công thức phân tử C5H8 thì chúng ta có các Arcadian liên hợp sau. Thứ nhất là Arcadian mạch không nhánh. Vậy CH2 nối đôi CH, CH nối đôi CH, CH3. Và chất này có tên gọi là penta-1,3-dien. Tiếp theo ứng với mạch nhánh thì chúng ta sẽ có Arcadian liên hợp như sau. CH2 nối đôi CH, CH và đây là C. Nối đôi CH2 và đây là một nhóm CH3. Và chất này rất là quen thuộc chính là isopren. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thiện xong bài số 1 về isopren nhé, cô thiếu mất chữ R, vậy cô viết lại. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 2. Nội dung câu hỏi bài số 2 như sau. Viết phương trình hóa học ở dạng công thức cấu tạo của các phản ứng xảy ra khi A. Isopren tác dụng với hydro xúc tác niken, B. Isopren tác dụng với brom trong CCl4. Các chất lấy theo tỷ lệ số mol 1:1 tạo ra sản phẩm theo kiểu cộng 1:4. C. Trùng hợp isopren theo kiểu 1:4. Như vậy là để làm được các phương trình hóa học này thì chúng ta phải nắm vững tính chất hóa học của các Arcadian, cụ thể là tính chất hóa học của isopren. Vậy sau đây chúng ta cùng đi vào trình bày bài số 2. A. Isopren tác dụng với hydro xúc tác niken. Vậy chúng ta có công thức cấu tạo của isopren như sau. Khi cho chất này phản ứng với hydro đun nóng xúc tác niken thì chúng ta sẽ được ancan có số carbon tương ứng chính là isopentan, đúng không? Vậy cân bằng thêm 2 vào hydro. Tiếp theo, ý B, đó là cho isopren tác dụng với brom và đề bài nói là trong CCl4 tỷ lệ 1:1. Phản ứng này chính là phản ứng cộng theo kiểu 1:4, đề bài đã nói rõ. Vậy chúng ta sẽ có sản phẩm như sau. Cộng 1:4 tức là cộng brom vào hai đầu ngoài của hai liên kết đôi. Vậy sản phẩm xác định được luôn. Rồi ở đây chú ý là H
cấu tạo của viết thiếu nhé. Tiếp theo IC, trùng hợp isopren theo kiểu 1:4, vậy chúng ta sẽ có phản ứng như sau. Trùng hợp tức là N phân tử isopren sẽ kết hợp với nhau để tạo thành polymer. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thiện xong bài số 2. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 3. Nội dung câu hỏi bài số 3 như sau. Oxy hóa hoàn toàn 0,68 gam alkaden X thu được 1,12 lít khí carbonic ở điều kiện tiêu chuẩn. A. Tìm công thức phân tử của X. B. Viết công thức cấu tạo có thể có của X. Như vậy ở bài số 3 này chính là yêu cầu chúng ta xác định công thức phân tử của alkaden dựa vào phản ứng đốt cháy. Thế chúng ta và sau đó là đi viết các công thức cấu tạo có thể có của X, tức là đi tìm các đồng phân của X ứng với công thức phân tử mà chúng ta vừa tìm được. Vậy sau đây chúng ta cùng đi vào trình bày bài số 3. Chúng ta có alken, công thức tổng quát là CnH2n-2. Như vậy khi đốt cháy alken này thì chúng ta sẽ được CO2 và nước. Cân bằng phương trình, thêm N vào CO2, N-1 vào nước. Vậy oxy ở đây chính là 3N-1 chia 2. Theo bài ra, ta tính được số mol CO2 chính là bằng 1,12 chia 22,4 và đây là 0,05 mol. Từ đây chúng ta đặt vào phương trình, số mol CO2 là 0,05. Vậy chúng ta dễ dàng tính được số mol của alkaden chính là bằng 1 trên N nhân 0,05 hay chính là 0,05 chia N mol. Mà theo bài ra thì chúng ta có số mol alkaden X này còn được tính theo khối lượng là 0,68 chia cho phân tử khối ở đây chính là bằng 14N-2. Cô gọi đây là 1, đây là 2. Như vậy theo phương trình hóa học thì có số mol alkaden bằng 0,05 trên N. Theo dữ kiện đề bài thì có số mol alkaden bằng 0,68 chia cho 14N-2. Vậy từ đây chúng ta sẽ có 0,05 trên N chính là bằng 0,68 chia 14N-2. Và từ đây chúng ta dễ dàng tính được N. Vậy chúng ta cùng sử dụng máy tính để tính kết quả. Vậy ở đây chúng ta có N bằng 5. Vậy dễ dàng xác định được X ở đây chính là alkaden công thức phân tử là C5H8. Như vậy chúng ta đã xong ý A. Tiếp theo ý B, đó là viết các công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử là C5H8. Vậy chúng ta sẽ có công thức cấu tạo như sau. Trước tiên là chúng ta sẽ triển khai các mạch carbon trước, mạch thẳng trước. Vậy alkaden là có hai liên kết đôi. Vậy trong phân tử vậy cho hai liên kết đôi cạnh nhau chúng ta được một chất. Tiếp theo, vẫn là mạch carbon thẳng này, cho hai liên kết đôi này cách nhau một liên kết đơn chúng ta được một chất nữa. Tiếp theo cũng là cái mạch thẳng này, chúng ta cho hai liên kết đôi cách nhau hai liên kết đơn chúng ta được một chất nữa. Tiếp theo vẫn là cái mạch thẳng này, chúng ta sẽ dịch chuyển cái liên kết đôi này vào trong, chúng ta lại được chất nữa. Sau đây chúng ta điền tiếp hydro vào.
Như vậy là chúng ta được 4 Ancadian mạch thẳng. Tiếp theo mạch nhánh. Như vậy chúng ta được một chất. Chuyển vào đây chúng ta được một chất nữa. À, chất này không thỏa mãn. Vậy chúng ta được một chất, điền hydro vào. Như vậy là chúng ta đã xác định được 5 công thức cấu tạo tương ứng với công thức phân tử là C5H8. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 4. Nội dung câu hỏi bài số 4 như sau. Khi cho buta 1-3-dien tác dụng với hydro ở nhiệt độ cao, có niken làm xúc tác có thể thu được A. butan, B. isobutan, C. isobutylen và D. là pentan. Thế thì để lựa chọn được đáp án đúng thì chúng ta hãy đi viết phương trình hóa học. Vậy butadien, công thức phân tử CH2, nối đôi CH, CH, nối đôi CH2. Khi cho phản ứng với hydro ở nhiệt độ cao xúc tác niken thì chúng ta sẽ thu được ancan có số carbon tương ứng là CH3, CH2, CH2, CH3 thêm 2 vào hydro khi cân bằng phương trình. Vậy sản phẩm ở đây chính là butan. Vậy chúng ta thấy đáp án lựa chọn ở đây chính là đáp án A. Tiếp theo chúng ta chuyển sang bài số 5. Đây cũng là bài cuối cùng có trong bài Ancadien. Nội dung bài số 5 như sau. Hợp chất nào sau đây cộng hydro thành isopentan? Đấy, và đề bài cho chúng ta 4 trường hợp để lựa chọn. Thế thì chúng ta có isopentan có công thức cấu tạo như sau. Đây chính là isopentan. Như vậy, nhìn vào công thức cấu tạo này thì chúng ta thấy rằng là đáp án phù hợp ở đây chính là đáp án B. Đó là khi chúng ta cho cho isopren phản ứng với hydro thì chúng ta sẽ được isopentan. Vậy đáp án B là đáp án chính xác. Như vậy thì cô đã hướng dẫn các em hoàn thiện xong bài số 5, cũng là bài cuối cùng trong bài Ancadien. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các em trong buổi học ngày hôm sau.